Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh, bản tin thời sự buổi trưa. Mình làm cùng với Như Thảo xin kính chào quý thính giả đang đến với bản tin thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Chương trình được phát trực tiếp vào lúc 11 giờ 30 đến 11 giờ 45 phút trên sóng FM tần số 103.1 MHz và được phát trực tuyến trên website của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh tại địa chỉ tây ninh tv vn Bản tin thời sự trưa nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Đối thoại với ban chấp hành chi đoàn chi hội ngoài nhà nước và công nhân trên địa bàn dân cư. Phân bổ vaccine phòng Covid-19 đợt 2 tháng 11 năm 2021. Xuất hiện tin nhắn lừa đảo người lao động nhận tiền hỗ trợ. Thành phố Hồ Chí Minh phòng dịch bệnh gia súc gia cầm dịp cuối năm. Quét mã QR trên PC Covid không cần kết nối mạng. Mỹ mở lại biên giới sau 20 tháng Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều ngày 7 tháng 11, tỉnh đoàn Tây Ninh tổ chức hội nghị đối thoại trực tuyến giữa lãnh đạo tỉnh đoàn và ban chấp hành chi đoàn chi hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước và công nhân trên địa bàn dân cư năm 2021. Hội nghị do hai phó bí thư tỉnh đoàn Nguyễn Tiến Tân và Nguyễn Thị Trúc Mai đồng chủ trì. Với sự tham gia của hơn 100 đoàn viên thanh niên đến từ các điểm cầu trên toàn tỉnh, Báo cáo với lãnh đạo tỉnh đoàn, đa số ban chấp hành các chi đoàn chi hội đều cho rằng thời gian qua hoạt động của các chi đoàn chi hội đã có những khởi sắc, bước đầu có sự phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng, cơ bản thu hút được sự quan tâm tham gia của đoàn viên thanh niên. Nhiều mô hình mới, cách làm hay cũng đã được triển khai thực hiện và nhân rộng như phiên chợ thanh niên công nhân, chương trình sinh nhật hồng. Bên cạnh đó, nhiều khó khăn dướng mắt cũng được ban chấp hành các chi đoàn và chi hội nêu ra. Trong đó, phần lớn các ý kiến đều cho rằng chính sự biến động, thay đổi thường xuyên về mặt nhân sự, áp lực công việc, hạn chế về địa điểm sinh hoạt. Điều này đã gây nên những khó khăn nhất định trong quá trình tham gia các hoạt động của đoàn viên thanh niên. Liên quan đến vấn đề này, chị Nguyễn Thị Trúc Mai, Phó Bí Thư Thường trực tỉnh đoàn cho biết. Để chăm lo tốt hơn với các bạn thanh niên công nhân trong thời gian tới thì về mặt tổ chức đoàn ở các cấp thì chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo có những cái hoạt động quan tâm, đồng hành cũng như là hỗ trợ kịp thời đối với những cái doanh nghiệp sẽ tiếp tục triển khai nhiều đồng bộ nhiều cái giải pháp hiệu quả nhằm đảm bảo cũng như là chăm lo tốt hơn đối với đời sống vật chất lẫn tinh thần của các bạn thanh niên công nhân. Ngoài ra, ban chấp hành các chi đoàn chi hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước và trên địa bàn khu dân cư cũng kiến nghị lãnh đạo tỉnh đoàn quan tâm chỉ đạo các cấp bộ đoàn, hội cần có sự phối hợp với chủ doanh nghiệp và chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, tạo sân chơi cho thanh niên công nhân. Về vấn đề này, chị Nguyễn Thị Trúc Mai, Phó Bí thư tỉnh đoàn Tây Ninh có ý kiến. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì nhiều cái hoạt động À, nhằm để phát huy cái cái khả năng cái sở trường của các bạn thanh niên công nhân à, bên cạnh đó thì sẽ đảm bảo tốt hơn về vấn đề an sinh xã hội à, chăm lo tốt hơn về các bạn về vấn đề những cái chính sách những cái quyền lợi các bạn phải được hưởng nhất là trong cái điều kiện là các bạn thanh niên công nhân là cái đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất trong cái dịch bệnh covid 19 vừa qua. Đây là lần đầu tiên chương trình đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh đoàn và ban chấp hành chi đoàn chi hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước và công nhân trên địa bàn dân cư được tổ chức. Trong thời gian tới, hoạt động này sẽ được tỉnh đoàn Tây Ninh duy trì tổ chức mỗi năm một lần, từ đó kịp thời giải quyết những khó khăn chướng mắt của các chi đoàn chi hội. Thưa quý thính giả, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, trưởng ban chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, vừa ban hành phân bổ vaccine phòng COVID-19 đợt 2 tháng 11 năm 2021. Theo đó, phân bổ đính kèm và triển khai sử dụng vaccine Pfizer, thực hiện tiêm trước cho đối tượng trẻ từ 16 đến 17 tuổi, triển khai tiêm theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến thấp, cụ thể như sau. Đối tượng trẻ từ 16 đến 17 tuổi, trường hợp trẻ không đủ tuổi thì thực hiện lập danh sách và chờ tiêm sau. Tổ chức tiêm chủng cho đối tượng trẻ đi học, triển khai cho cả lớp, từ lớp 12 đến lớp 11 và lớp 10 nếu đủ vaccine. Tổ chức tiêm chủng cho đối tượng không đi học ở ngoài cộng đồng, từ lứa tuổi cao đến thấp thời gian triển khai từ ngày 8 tháng 11 năm 2021 và hoàn thành tiêm vét chậm nhất ngày 10 tháng 11 năm 2021 cụ thể. Ngày 8 tháng 11 năm 2021, thi điểm trên địa bàn thị xã Hòa Thành. Ngày 9 tháng 11 năm 2021, tại các địa phương còn lại trên địa bàn tỉnh. Nguồn vaccine, từ nguồn vaccine đã được phân bổ giao trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh căn cứ số vắc xin được phân bổ cấp vắc xin vật tư tiêm chủng đi kèm đồng thời chủ trì tổng hợp báo cáo kết quả triển khai tiêm chủng và tiến độ tiêm vắc xin về sở y tế đề nghị các đơn vị được phân bổ vắc xin liên hệ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nhận vắc xin từ ngày 7 tháng 11 năm 2021 thưa quý vị những ngày gần đây người lao động nhận được tin nhắn có đầu số 052, thông báo việc nhận tiền trợ cấp từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tin nhắn sẽ yêu cầu nhập vào địa chỉ cụ thể để lấy tiền hỗ trợ, quá hạn sẽ không được chấp nhận. Nội dung tin nhắn này là lừa đảo nhằm trục lợi hoặc lấy thông tin cá nhân và hát tài khoản của người lao động. Vì thế, người lao động cần hết sức cảnh giác. Tin nhắn được gửi đi từ số điện thoại có đầu số 052 với nội dung bạn chưa nhận được trợ cấp COVID-19, vui lòng đăng nhập tin vua.com.kxitdc8z để lấy. Qua hẳn sẽ không được chấp nhận. Người lao động tuyệt đối không thực hiện bất cứ yêu cầu nào, không làm theo nội dung tin nhắn, nhất là không nhấp chuột vào bất kỳ đường dẫn nào, nếu không sẽ có khả năng lộ thông tin cá nhân và bị hắt tài khoản. Cơ quan bảo hiểm xã hội khẳng định không gửi bất kỳ tin nhắn nào có nội dung như trên. Tin nhắn là của đối tượng lừa đảo lợi dụng thông tin về chính sách hỗ trợ đối với người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp nhằm trục lợi hoặc lấy thông tin cá nhân và hack tài khoản của người dân. Chuyển qua thông tin khác. Sáng ngày 7 tháng 11, đoàn công tác Thành ủy thành phố Thủ Đức do đồng chí Hoàng Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức làm trưởng đoàn, đến dân hương nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và bia và bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ sư đoàn nằm trong khuôn viên của đơn vị. Đoàn cũng đến thăm tặng quà tri ân Bộ Chỉ huy quân sự sư đoàn và các đơn vị của sư đoàn đã tham gia tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 tại thành phố Thủ Đức thay mặt đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố thủ đức đồng chí hoàng tùng phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố thủ đức cảm ơn những tình cảm trách nhiệm sự quan tâm đặc biệt của đảng ủy chỉ huy sư đoàn 5 và các cơ quan đơn vị của sư đoàn đã trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố thủ đức trong thời gian qua đồng thời đã giúp đỡ nhân dân thành phố thủ đức vượt qua đại dịch covid 19 trở lại cuộc sống bình thường mới để lại hình ảnh bộ đội cụ hồ luôn tỏa sáng trân quý trong lòng nhân dân thành phố thủ đức nói riêng và thành phố hồ chí minh nói chung thay mặt đảng ủy chỉ huy sư đoàn 5, đại tá nguyễn trọng thái phó sư đoàn trưởng cảm ơn cấp ủy chính quyền và nhân dân thành phố thủ đức trong thời gian qua đã chung sức đồng lòng ủng hộ tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ chiến sĩ sư đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống dịch covid 19 và giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn trong đại dịch trong 9 tháng năm 2021, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường 3 thành phố Tây Ninh đã tiếp nhận trên 7.600 hồ sơ, qua đó đã giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 100%, không có hồ sơ tồn động. Trong đó, hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tiếp mức độ 4 là 1.065 hồ sơ, tiếp nhận qua mạng xã hội Zalo là 83 hồ sơ. Ủy ban nhân dân phường đã và đang áp dụng các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin do Ủy ban nhân dân thành phố cài đặt và triển khai thực hiện gồm phần mềm Office và phần mềm hợp không giấy, phần mềm một cửa điện tử, phần mềm số hóa địa bàn dân cư, phần mềm quản lý cán bộ công chức và cổng dịch vụ công trực tuyến. Tất cả cán bộ công chức sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc, hệ thống ISO đang thực hiện chuyển đổi sang ISO 9001-2015. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính gắn với mô hình xây dựng phường xã dị dân, thực hiện tốt phong trào năm sinh ba biết trong đội ngũ cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách phường gồm xin chào, xin mời ngồi, xin lỗi, xin cảm ơn, xin hẹn gặp lại. Biết nghe chân nói, biết nói chân hiểu, biết làm chân tin. Có hộp thư góp ý để nhân dân phản ánh số điện thoại trường dây nóng để đóng góp ý kiến đối với thái độ ứng xử của cán bộ công chức trong thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, phường cũng thực hiện tốt mô hình ngày không giết với 232 hồ sơ được tiếp nhận, thực hiện mô hình ngày không hẹn với 170 hồ sơ tiếp nhận. Thưa quý thính giả, năm 2021, xã Bầu Đồn, huyện Gò Dầu được Ủy ban nhân dân tỉnh chọn làm xã điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện. Dù gặp nhiều khó khăn trở ngại do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 kéo dài, đến nay xã đã cơ bản hoàn thành 14 trên 16 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Từ khi xã triển khai xây dựng nông thôn mới, hệ thống giao thông nông thôn không ngừng được đầu tư hoàn thiện với 10 tuyến đường trục xã được nhựa hóa với tổng chiều dài hơn 17 km, đạt 100% kế hoạch thực hiện cứng hóa chính tuyến trục áp, liên áp tổng chiều dài hơn 4 km với tổng kinh phí trên 14 tỷ đồng và hơn 30 tuyến đường ngõ sớm với kinh phí hơn 5 tỷ đồng. Ngoài ra, các tuyến giao thông nội đồng được kiểm tra, bảo trì thường xuyên phục vụ cho nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân được thuận tiện, bảo đảm an toàn giao thông. Thu nhập bình quân đầu người khoảng 69 triệu đồng trên một người một năm. Toàn xã còn có 42 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ trên 0,9%. Theo ông Trương Văn Rưa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bầu Đồn, thì đến cuối năm 2021 này, xã Bầu Đồn sẽ thực hiện đạt trên 16 trên 16 tiêu chí để đưa xã Bầu Đồn đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, đầu tiên của huyện Gò Dầu. Vừa qua, Ban Chỉ quy quân sự huyện Chí Minh Châu tổ chức quán triệt nhiệm vụ kiểm tra sẵn sàng động viên huấn luyện quân nhân dự bị năm 2021 tại khu di tích lịch sử căn cứ huyện. Tham dự buổi lễ có Thượng tá Nguyễn Ngọc Kiên, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ quy quân sự tỉnh, Đợt động viên huấn luyện kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị lần này diễn ra trong 18 ngày. Có 110 quân nhân dự bị tham gia huấn luyện các nội dung, đường lối quân sự của đảng, giáo dục về tình hình nhiệm vụ chung, các chỉ thị nghị quyết về nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương các cấp, chiến thuật chiến đấu bộ binh, công tác hậu cần kỹ thuật, mục tiêu phấn đấu kết thúc huấn luyện 100% đã yêu cầu, trong đó có trên 80% khá giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, các quân nhân dự bị tham gia huấn luyện phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, không được chủ quan, lơ là, bảo đảm quân số, tham gia huấn luyện đầy đủ các nội dung chương trình và thời gian quy định. Tại lễ động viên huấn luyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện Di Minh Châu đã phát động thi đua đột kích với chủ đề dạy hơi, dạy tốt, học tốt và rèn luyện tốt. Thưa quý thính giả, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tây Ninh, tính từ 18 giờ ngày 7 tháng 11 năm 2021 đến 11 giờ ngày 8 tháng 11 năm 2021, Tây Ninh ghi nhận 398 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó tết dương sàng lọc 397 ca, cách ly tập trung và nhập cảnh 1 ca. Cụ thể, ngoài tỉnh 12 ca, huyện Gò Dầu 77 ca, huyện Bến Cầu 74 ca, thành phố Tây Ninh 68 ca, huyện Châu Thành 48 ca, thị xã Hòa Thành 40 ca, huyện Dương Minh Châu 34 ca, huyện Tân Châu 18 ca, huyện Tân Biên 13 ca, thị xã Trảng Bàng 12 ca, có 2 ca đang xác minh địa chỉ. Lưu ý, những ca dương tính hiện đang được ngành y tế điều tra truy vết, vì vậy sau khi kết thúc điều tra, thông tin ca dương tính, địa chỉ có thể bị thay đổi. Đề nghị người dân tuân thủ các quy định hướng dẫn phòng chống dịch của địa phương nơi cư trú, thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện nghiêm việc quét mã QR tại địa điểm công cộng, cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Quý tức giả đang theo dõi bản tin thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 103.1 MHz. Trước hết là phần tin trong nước. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các sở ngành và quận huyện liên quan triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Việc tăng cường phòng chống dịch nhằm chủ động kiểm soát tốt, không để các loại dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên diện rộng, giảm thiểu tổn thất về kinh tế, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân các quận huyện tăng cường tập huấn, tuyên truyền và hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi và vệ sinh phòng bệnh giám sát chặt chẽ tình hình chăn nuôi gia súc trên địa bàn, tổ chức rà soát thống kê toàn bộ các hộ chăn nuôi gia súc gia cầm trên địa bàn quản lý, đặc biệt là khu vực giáp ranh giữa các tỉnh. Thưa quý thính giả, ứng dụng phòng chống dịch covid BC Covid vừa cập nhật phiên bản mới cho phép người dùng quét mã QR ghi nhận ra vào địa điểm ngay cả khi thiết bị không kết nối mạng internet và khai báo y tế nhanh chỉ với một chạm cụ thể khi người dùng đến các cơ quan nhà hàng địa điểm công cộng mà không có kết nối internet vẫn có thể quét mã qr bình thường dữ liệu sẽ được cập nhật lên hệ thống ngay khi điện thoại có kết nối internet trở lại bên cạnh đó thay đổi lớn trong phiên bản mới nằm ở tính năng khai báo y tế khi truy cập mục này người dùng có các tùy chọn khai báo y tế khai báo di chuyển nội địa cho bản thân hoặc khai hộ người khác xem lại danh sách tờ khai ngoài ra mục này còn được bổ sung phần khai báo y tế nhanh nếu thấy sức khỏe bình thường, người dùng chỉ cần một chạm vào phần này để được ghi nhận. Nhờ đó, việc khai báo rút ngắn từ 3 thao tác xuống còn một lần bấm duy nhất. Chuyển sang phần tin thế giới thực chị theo kế hoạch, Mỹ sẽ cỡ mở cửa biên giới trên bộ và trên không với du khách nước ngoài đã tiêm chủng đầy đủ bắt đầu từ ngày 8 tháng 11, qua đó chấm dứt 20 tháng hạn chế đi lại, khiến nhiều gia đình cách biệt, du lịch đình đốn và căng thẳng ngoại giao. Lệnh cấm đi lại dự kiến sẽ được dỡ bỏ với hơn 30 quốc gia. Tuy nhiên, mọi du khách nhập cảnh bằng đường không sẽ phải tiêm chủng đầy đủ và có kết quả xét nghiệm âm tính trong 72 giờ. Các hãng hàng không cũng được yêu cầu áp dụng hệ thống truy vết tiếp xúc. Ngày 7 tháng 11, quân đội Iran đã tiến hành cuộc tập trận thường niên quy mô lớn tại eo biển Hormuz và khu vực lân cận, với sự tham gia của nhiều binh chủng nhằm mục tiêu gửi thông điệp về hòa bình và hữu nghị tới các nước trong khu vực. Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA cho biết, cuộc tập trận nhằm thể hiện năng lực quân sự và khả năng sẵn sàng chiến đấu với mọi kẻ thù của nước Cộng hòa Hồi giáo. Đây là cuộc tập trận thường niên của Iran với sự tham gia của các binh chủng lục quân, hải quân và không quân. Quý tín giả thân mến, bản tin thời sự buổi trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh hôm nay đến đây xin được khép lại. Chương trình do biên tập viên Cẩm Nam, phát thanh viên Như Thảo, Minh Lam, kỹ thuật viên Kim Chi thực hiện. Hẹn gặp lại quý tín giả trong các chương trình tiếp theo. Thân mến, chào tạm biệt.